Hôm nay là mình sẽ lắp ốp gầm dưới vô chiếc Exciter 150. Thì ốp gầm dưới nó không có tác dụng gì hết, chủ yếu là để trang trí thôi. Còn ra mình có lắp ốp bô, ốp tích bô, chủ yếu là để cũng để trang trí chống chạy xước ha. Chứ nó cũng không tác dụng gì cho xe hết. Thì lắp mấy cái này mình nghĩ là chắc nó sẽ dơ, nhưng mà đã mình đã muốn trang trí cho xe thì mình mới để dành thời gian ra mà để chăm sóc cho vệ sinh xe thôi. Thì ốp gầm dưới thì lúc mà mình mua về thì có hỏi chủ gì đâu, mình cứ nghĩ là sẽ thay thế luôn cái này, nhưng mà thật ra không phải. Ở đây là nó có ngạm để mà mình bắt vô đây, bắt vô thì muốn lắp được vô mình phải tháo hai cái sườn sau, lắp sườn sau rồi mình bắt đầu tiến hành tháo những cái. Xong rồi đây là còn bộ chiếc xe mình tháo hai bên tường nha. Đây chủ yếu là mình thấy tháo được cái xi nhan này, nó ra xi nhan mình là xi nhan kiểu như các bạn, xi nhan led tháo ra, tại vì nếu mà mình không tháo ra là nó không có lắp được cái ốp gầm vô, nó sẽ bị vướng. Ở đây mình chơi là mình không có bị lỗ, tại vì trên xe mình đèn hậu của mình nó đã tích hợp xi nhan này, nên nó mình không được lỗ, mình không tài xi nhan như các bạn. Giờ mình sẽ dựng nào chuẩn tập được. Yeah.
Cái này mà có phát những số theo gần cái nốt chữ này à? Hả? Cái nốt chữ này đang ra tiền Cường đang lái phim hay Cường đang quay phim? Quay. Ăn chưa rồi? Chưa, ăn chưa. Xong rồi giờ bây giờ mình chỉ cần gắn hết ốc chưa trả lại như cũ nữa là các bạn lớn